Mình đang lướt lướt trên mạng tìm mua cái đôi giày để thế cho cái đôi giày của mình bị hư á, thì tình cờ thấy cái shop này nha bạn, Sun Polo nè, cái lượng người theo dõi cũng khá là nhiều nè. Còn đôi giày của mình quan tâm là cái đôi giày này, nó tầm giá khoảng 400 mấy 500 ngàn nha. Thiết kế thì nhìn cũng khá là bắt mắt và có cái nổi bật cái viền da bò màu vàng như thế này nè. Đó. Thì về cái chi tiết thì đây là giày làm bằng da bò chống trơn đó, cho nên là mình đã quyết định order một đôi về xem coi như thế nào nha. Và đây là cái đơn hàng của mình nè, đây vừa với giao thành công, và đây chính là cái đơn hàng mình vừa mới nhận được nha. Bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn cùng xem nè. Đó, cái đơn hàng của mình nè, người gửi là Simbolo nha. Đó, đã thanh toán. Ok. Ok, xem bên trong như thế nào đây. À, bên trong nó lại có một cái hộp bên trong nữa nha. Ồ, mình mở ngược rồi. À, mình mở ngược là đúng ra nó phải như thế này nè. À, vậy mới đúng nè. Rồi, đây là cái hộp giày của mình nha. Đây là cái thông tin của đơn hàng nè. Rồi, bên trong thì đây là cái đôi giày của mình. Và đây là cái thông tin của shop nha. Phiếu bảo hành nè. Rồi, mình sẽ bỏ qua một bên. Cái giày này thì nó sẽ có màu hơi xanh navy nha. Và nó sẽ làm cái chỉ nó mai màu xanh như thế này nè. Rồi mình sẽ mở ra, bỏ cái hộp qua bên luôn nha. Mình đặt size 40. Ok, giao đúng size rồi. Đó, size 40 nha. Về chất liệu da là da bò, sợi rất là mềm nha. Cái da này thì shop nói là da thật, và mình kiểm tra thì đúng là da thật á, tại vì mình cũng xài rất là nhiều giày da bò rồi, nên là mình xài vô là mình cảm nhận được nha. Rồi cái phần đế thì cũng mềm nha, nó không có cứng lắm. Đây mình sẽ nhận thử cái như thế này, khá là mềm. Nói chung là về phần chất liệu thì đế và giày thì khá là mềm. Về phối màu thì mình có những cái quần màu xanh đó, cho nên là mình đã quyết định chọn cái tông màu xanh navy cho nó hợp với cái quần của mình nha. Cái đường chỉ thì nó cũng mai màu xanh luôn, thì nó hơi phá cách một xíu, nó hơi lạ lạ so với những cái đôi giày thông thường của mình. Thường là mình mai chỉ màu đen nha, nhưng mà đôi giày này thì nó mai màu xanh. Phần viền này thì nó sẽ phối một cái màu da bò như thế này, nhìn khá là lạ mắt, trông cũng khá đẹp nha. Về phần lót dài thì nó sẽ làm lót rời như thế này, giúp cho mình có thể lấy ra và vệ sinh một cách dễ dàng nha. Bên trong này thì nó sẽ có một cái đường chỉ mai giữa cái da và cái phần đế nha, mai cũng khá là kỹ trong đây luôn. Nói chung là về chất liệu và cái phần thiết kế thì mình thấy đôi giày này khá là ổn nha. Da thì bằng da thật, khá là mềm mại. Và thiết kế thì nó cũng có những cái phá cách phối màu bắt mắt, nhìn khá là lạ và nổi bật. Mình xem qua về các chế độ bảo hành của shop này thì mình cũng thấy khá là ưng nè. Có dịch vụ giao hàng hỏa tốc trong vòng 4 giờ nội thành Hồ Chí Minh nè. Rồi nếu mà size mang không vừa thì mình cũng có thể đổi nè. Và ngoài ra thì không vừa ý thì mình có thể hoàn tiền 100% theo cái chính sách của Lazada nè. Và bảo hành 12 tháng bởi cái nhà sản xuất là Sun Polo nè. Đây là một cái cửa hàng Lazada Mall, tức là cửa hàng chính hãng, cho nên cũng khá là yên tâm để mua hàng nha. Nói chung về chất lượng của đôi giày thì khá là ok, nhưng mà với cái size mình đặt là size 40 á, thì mình mang hơi rộng, cho nên là mình đã liên hệ với shop để đổi trả nha. Và shop yêu cầu mình chụp hình 3 tấm hình để xem đảm bảo là cái đôi giày mình là còn mới nguyên thì mới đồng ý đổi trả nha. Và mình đã làm như hướng dẫn thì shop đồng ý đổi cho mình một cái size khác nha. Và shop có nhắn cho mình là shop sẽ gửi cho mình một cái đôi giày khác size 39 và thu hồi cái đôi giày size 40 về nha.
và mình phải chịu một phần phí ship do mình yêu cầu đổi hàng nha. Và một ngày sau thì shop đã gửi đôi giày khác cho mình để đổi trả nha. Này coi hàng được đúng không? Dạ được. Alo, anh có đơn hàng bộ 7 côn trùng 100.000 á, em tức ngắn hàng giùm em nha. Và đây là đơn hàng của mình sau khi đổi trả. Với đôi giày size 40 thì mình mang nó hơi rộng cho nên là mình đã đổi lại đôi giày size 39 nha. Ngoài việc cái chất lượng đôi giày mình thấy khá là ổn thì cái shop này nó cũng có một cái dịch vụ đổi trả cũng khá là hay nha. Thông thường mình thấy ở các shop khác thì họ sẽ yêu cầu mình gửi cái đôi giày cần đổi trả về cho shop trước. Sau khi mà shop nhận xong thì shop mới gửi đôi giày đổi trả cho mình nha. Còn đối với cái shop này thì họ sẽ gửi luôn cho mình một cái đôi giày mới và cho mình xem hàng cũng như là thử hàng nha. Đồng thời thì cũng cái anh shipper đó sẽ thu hồi lại cái đôi giày cũ mà mình mang không vừa. Thì mình thấy như vậy khá là tiện lợi và mình chỉ phải trả cái tiền ship từ Bình Dương về Hồ Chí Minh khoảng 35.000 nha. Nói chung như thế mình thấy khá là tiện lợi và cái tiền phí thì nó cũng không quá cao, chấp nhận được nha. Mình sẽ để đường link mua hàng đôi giày này và cái shop Sumbolo ở trong phần mô tả video nha, cho các bạn nào cần. Đây là lần đầu tiên mình có đổi trả một cái sản phẩm dài trên Lazada nha. Và sẵn mình quay cái quá trình đổi trả cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.